giờ hai bạn nhỏ được được bác ở gia kiệm nha, bác cho lên ba gác chở ra vườn cho biết vườn thế nào. ngồi sau đi bà Nghiến ơi. Xe ba gác ra quốc lộ luôn trời. Đi xe ba gác thế thằng bạn ơi. Thế thằng bạn. Wow. Ghê chưa? Canada làm gì có xe này để mà được đi. Cái lá mưa đó, nguyên hàng rào luôn kìa. Đây. Ai cho rồi hả? Thương nay bụi đời quá. Ơ bạn Yến xuống đi đi chứ. Wow, đây chim chôm. Đây vườn nhà ngoại của bác Di. Chôm chôm chưa ăn được. Nếu mà xét chôm chôm như bây giờ á, bây giờ chỉ mới ưng ưng thôi. Làm sao mà đạt như ngày xưa? Xưa chẳng phân phùng, lấy trời nó kín rũ rĩ luôn đấy, mà cây không có mày đâu. Biết rồi. Cái này của người ta. Đi phụ nữ làm việc. Nghiêng nó lên, nghiêng nó. Đá vô kia kìa. Bèo chim chôm quá trời luôn. Trời ơi, biết